triển khai công văn thì cô muốn hỏi ngay pháp luật Việt Nam là ngày nào? Hiện nay nước ta đang thực thi hiến pháp của năm nào? Pháp đã bổ sung sửa đổi vào năm 2013 và ngày nay sẽ có và những lớp vào điểm thi đua của lớp đó. Trong hôm nay ngày pháp luật Việt Nam năm 2019 quan tâm hoặc cần định hướng dư luận xã hội. Thứ ba là đẩy về pháp luật gắn với xây dựng ý thức pháp luật văn hóa pháp lý của người học nhà giáo cả. Đại diện đài truyền hình Thanh Chương đã về lấy tin đây rồi. Rồi, một lần nữa tấm gương của hai bạn hình ảnh cái ghi lên lên trên truyền hình Việt Nam đấy. Kính thưa thầy trung hiệu trưởng nhà trường và toàn thể các thầy cô giáo trong nhà trường và toàn thể các cháu học sinh thân mến, thì hôm nay là bạc gia đình bạc là có đánh rơi một cái vị, thì qua đây là bạc là cuối cùng là cũng là kịp thời lên báo với nhà trường để là tuyên dương là cho hai em là Nguyễn Văn Đáng và em đi rồi và em Hoài Linh, thì qua cái phóng sự là của Sung là bên đài truyền hình về thì là bà cũng có đôi lời để là chúc các cháu là học giỏi và nêu gương được những tấm gương tốt hơn nữa và để cho nhà trường là giành được nhiều cái thành tích tốt đẹp. Xin cảm ơn. Em thấy cái hành động của em thì để làm cho quán không? Em làm hành động này để cho các bạn nói theo. Học tập. Thưa thầy thì các em nhặt được vị tiên thì đối với thầy đánh giá nào về vấn đề hành động của các em hôm nay? Sáng hôm nay tôi rất là vui khi nhận được thông tin học sinh nhặt được của rơi. Không tham tiền, tìm người trả lại. Và trong thời gian qua thì ở trường trung học cơ sở Thông Vĩnh Huyện Tây Dương tỉnh Nghệ An có rất nhiều em đã nhặt được tiền và các cái giấy tờ tùy thân cũng như các thẻ tín dụng ngân hàng và các em đều đã trả lại cho người đánh mất. Trong đó là đặc biệt là có những em như em Hòa Hà ở thôn Trường thuộc diện gia đình hộ nghèo. Em nhặt được nhiều tiền em cũng trả là thì những sáng hôm nay thì là có hai em là em Đán và em Linh học lớp 7 thì hai em nhặt được hôm qua là ngày chủ nhật em đi chơi thì nhặt được vị tiền tổng số tiền có thể là lên đến vài chục triệu nhưng em cũng không biết rằng là không bỏ ra mà đồng thời là đi tìm trả lại người mất. Cái hành động của các cháu các em tôi thực sự là phấn khởi và cũng mong muốn là nhân rộng điển hình để cho nhiều người học tập, đặc biệt là cái thế hệ học sinh giáo dục được cái trung thực thật tha cho các cháu.